Mới đây, Bộ Công Thương đã triển khai chương trình Tuần nhận diện hàng Việt 2015, tự hào hàng Việt Nam. Chương trình Tuần lễ tự hào hàng Việt Nam là hoạt động ý nghĩa mang lại hiệu ứng lan tỏa, động viên cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam vươn tới những giá trị của chương trình thương hiệu quốc gia là chất lượng, sáng tạo, tiên phong. Các hoạt động của Tuần lễ tự hào thương hiệu Việt Nam gồm lễ diễu hành tự hào hàng Việt tại Hà Nội, lễ báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hoa tượng Đài Bắc tại thành phố Hồ Chí Minh, giao lưu hành trình thương hiệu Việt Nam, triển lãm tranh sản phẩm của doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia, diễn đàn thương hiệu Việt Nam và ấn tượng tự hào thương hiệu Việt Nam.